Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại tiếp tục lên một số các mặt hàng hoa lan. Này thì em còn ít hàng nên không còn nhiều đâu các bạn. Đây một đơn tam bảo sắc nha các bác nhé. Tam bảo sắc đang nụ đây nhé. Đấy, đang nụ đây. 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ. Giờ này có 4 nụ nha các bác nhé. Tam bảo sắc ma số 9 giá 250.000. 250.000 cho một cái trụ tam bảo sắc như này nhé các bác nhé. Mã số 9 250.000. Đấy, một cái trụ tam bảo sắc chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Về các bác chơi hoa. Giỡn này thì các bác chăm thì vô tư này. Sắp tới rễ nó quấn chặt ép vào cái này thì em nói thật các bác, giỡn này nó còn lâu mới hỏng. Cho nên là về các bác có thể là treo cái túi phân dê ở đây. Treo túi phân dê ở đây thì cây nó lên vù vù luôn các bác nhé. 250.000 mã số 9. Tiếp theo một chậu đen dô đỏ nhé các bác nhé. Đen dô đỏ đang nụ nhá, nhỏ nhỏ xinh xinh này ấy. Đang rất nhiều mầm gốc này các bác này. Đây, đen dô đỏ, đen dô đỏ mã số 6 nha các bác nhá, có giá là 250.000. 250.000 cho chậu đen dô đỏ như này nhá. Đấy, về các bác làm giống tháng 5 cái này thì qua nuôi khoảng tháng 4 tháng 5 tới à tháng 6 tháng 7 tới là mầm gốc nó đẻ đầy luôn nhá các bác nhá. 250.000. Hoa đỏ rực luôn. Để chơi dòng này hoa chơi rất đẹp luôn các bác. Đây. Hoa các bác hỏi em cái chậu kiều nào nó rẻ rẻ một chút đây. Đấy, kiều vuông lục bắc nhá các bác nhá. Một chậu như này. Đấy, đẹp long lanh như này nhá các bác nhá. Mã số 4 có giá là 1.100.000 nhá các bác nhá. 1.100.000 cho cái chậu kiều vuông lục bắc như này nhá. Đấy. 1.100.000. Đấy, em lên kiều vuông to hơn nhá các bác nhá. Em lên cái chậu tác phẩm nó to nhá. Đấy, những cái chậu nó chi chít thân này, mã số 3 này các bác này. Đấy, mã số 3 thân nó chi chít này. Mầm gốc thì như trông luôn ở bên trong nhá các bác nhá. Mầm gốc bên trong nó lên như trông luôn. Đấy, một tác phẩm to vật vã như này nhá. Có giá là 1.500.000 nhá các bác nhá cho mã số 3 nhá. 1.500.000. Đấy. Chậu to như này thì về các bác chăm lên năm tới thì đúng là cái này các bác phải chuẩn bị thay chậu rồi. Cái chậu này chậu đường kính 25 30 gì đấy, nhưng mà về các bác chắc chắn là các chậu này đường kính 30 nha các bác nhé. Về các bác thay chậu đây. Các bác thay chậu thì các bác cứ lồng vào nhé, các bác cứ lồng chậu vào nhé, các bác đừng đổ nó ra nhé. Một tác phẩm to như thế này nhé các bác nhá. Đấy, rễ nó đã ăn ra ngoài như này rồi, về thì nếu mà các bác mà nó chật quá thì các bác lồng cái chậu vào cho em, rễ nó sẽ ăn đâm ra thì các bác đừng nhổ nó ra. Mã số 2 cũng 1.500.000 nhé các bác nhá. Mầm gốc cũng lên như trông luôn nhá. Đấy, nó khoảng tầm 20 ngày nữa thì cái thân những cái mầm gốc này nó to bự là chậu nó cũng tương đối chật đấy nhá các bác nhá. 1.500.000 mã số 2. Đấy. Những cái chậu to như này nha các bác nhá. Cáo nha các bác nhá. Em lên cáo nhá, cáo hôm nay em sẽ lên nhiều cho các bác nhá. Một cây như này nhá. Nó bị mất mấy cái lá gốc ở đây các bác. Đấy. Cáo mã số 30, 320.000 nhá các bác nhá. Đấy, cây cáo này nó 1 cặp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cặp lá. Nếu mà nó mà không bị mất mấy cái này thì nó là 11 cặp lá nhá các bác nhá.
Đấy, cho nên là em bán rẻ bác, cái này mà giữ nguyên được 11 cặp lá thì không có giá đấy đâu các bác ạ. Mã số 30, 320.000. Hai vòi hoa nhé các bác nhá. Một vòi này. Vòi này nữa là hai này, hai vòi hoa nhá. 320.000. Cáo tiếp theo nha các bác nhá. Cáo tiếp theo nhá. Ok này. Tụt mất số rồi. Một cây như này nha các bác nhá. Cáo này gọi là cáo không số nhá, hai vòi hoa nhá. Một vòi, hai vòi này. Cũng 320.000 nha các bác nhá. Đấy, cũng 320.000. Thôi cái này lấy các bác 300.000 thôi. Đấy, 300.000 thôi. Những cái này vì khi gửi hàng về cho bác rất sợ vỡ chậu cho nên là lấy các bác 300.000 thôi. Đấy, 300.000, chẳng may nó có vỡ chậu thì các bác mua cái chậu khác. Đấy, nhưng mà em đóng hàng thì cố gắng hết sức cẩn thận cho các bác thôi. Đấy, chẳng may mà nó mà vỡ thì bớt cho các bác về để các bác mua chậu nhá. 300.000. Cáo không số nha các bác nhá. Hôm nay em lên toàn cáo nha các bác nhá. Em lên toàn cáo. Đấy, một cái chậu cáo giống như này nhá các bác nhá, hai cây giống nhá, hai cây này thì nó chưa hoa chưa nụ đâu nhá. Chưa hoa chưa nụ nhá. Mã số 10 có giá là 220.000. À 250.000. 250.000 nhá các bác nhá, mã số 10. Cáo giống. Đấy, cáo Lai Châu giống nhá các bác nhá. Cái này nó chưa hoa nhá. Đây, cái này có một vòi hoa rất là dài đấy các bác nhá. Vòi hoa này nó còn dài nữa, nó chưa hết dài đâu nhá. Cây này. Cây này có phải phân nhánh không nhỉ? Chưa thấy. Thấy đang lồi lồi ra các bạn, cây này. Cây này thì nguy cơ phân nhánh rất là cao đấy nhá các bác nhá. Có một vòi hoa. Dài khoảng, hiện tại nó được khoảng 40 cm nha các bác nhá. Em thấy cái mắt này nó đang có hiện tượng lồi lồi lên. Không biết có phải phân nhánh không. Nhưng mà nguy cơ phân nhánh rất cao vì cái này nó vẫn còn non này các bác này, nó còn dài nữa. Riêng cái này nó còn dài thấp nhất khoảng 10 cm nữa các bác nhá. Thấp nhất khoảng 10 cm nữa. Mã số 1 280.000 nha các bác nhá. Đấy, bác nào nhanh tay lấy cái này về làm giống nhá. Khả năng là phân nhánh rất là cao đấy các bạn. Em thấy là cái mắt đầu này nó lồi ra này, đang lồi nhá chứ chưa lồi hẳn đâu. Nguy cơ phân nhánh rất là cao. Đấy, bác nào nhanh tay lấy cái này có 280.000 thôi nhá. Đấy, em bán hôm nay bán những cái hàng này em bán giá hợp lý cho bác về các bác sưu tầm nhá. Một cây như này nhá. Một cây vòi hoa đây các bác nhá. Cáo Lai Châu thì hoa rất là dài luôn. 1 2 được khoảng gần 60 cm rồi nhá các bác nhá. Chắc là được khoảng 60 cm. Chắc là được gần 60 cm, suýt soát 60 cm một cây như này nhá. Đấy, và một cây con này nữa nhá các bác nhá. 2 cây như này. Vòi hoa rất là dài. Mã số 8 nha các bác nhá. Có giá là 600.000. Có giá là 600.000 nha các bác nhá. Mã số 8. Một vòi hoa dài như này nhá. 600.000 cho 2 cây như này. Cây bên này thì cũng một vòi hoa đây nha các bác nhá. Cây bên này thì hoa rất là xanh này các bác này.
hoa rất là xanh. Đấy, cây bên này. Đấy, cáo La Châu nó mà da trắng hay là da sơ mi, cây này thì em nói thật các bác chứ giá trị nó rất là cao. Những cái cây cáo sưu tầm đây xanh lét này các bác này. Đấy, cho sát vào cho các bác nhìn nó xanh lét. Cái này khéo lại da trắng ấy, chứ đừng có đùa. Đấy, vì cái cáo như này thì em lấy ở trong dân người ta trồng thì toàn bảng dớn với phân trâu các thứ họ đắp vào đây thôi, họ treo tùm lum lên. Đấy, họ treo tùm lum lên thôi các bạn. Đấy, cho nên là một số người dân người ta cũng chỉ biết lấy từ rừng về người ta trồng đi, còn người ta không một số người ta không để ý mặt hoa. Đây này, các cái hạt của nó này, các cái hạt của nó ra rất nhiều con này các bạn này. Đây, các cái hạt của nó này, hạt năm ngoái này ra rất nhiều con ở xung quanh này các bác này. Đấy, không biết các bác nhìn rõ không? Đấy, con này nha các bác nhá. Đấy, đây này. Đấy, hạt của nó này. Hạt nó ra rất nhiều con luôn. 600.000 cho mã số 8 các bác nhá. Vòi hoa rất là dài. Đây, tiếp theo nhé các bác nhé, này em lên toàn cáo ấy. Đây một vòi hoa nhé. Đấy, một vòi hoa, một cây xếp như này nhé các bác nhé, một cây xếp như này nhá, và một cây con nhá, và một cây con dưới này nhá. Mã số 14 có giá là 500.000, 500.000 mã số 14, cáo chuẩn rừng Lai Châu nhé các bác nhá. Cáo Lai Châu thì mặt hoa nữa tương đối đẹp. Đây, một cây như này nhé các bác nhá. Đấy, vòi hoa nó cũng tương đối dài rồi, hoa nó dài này, đóng hàng cho các bác phải hết sức cẩn thận, khỏe các bác còn được chơi hoa. Cây con này cũng một vòi hoa nữa đây nhá. Đấy, cáo La Châu thì nó đen xì như này, vòi hoa đen xì, nhưng thỉnh thoảng nó xuất hiện những cây nụ nó xanh, Đấy, nụ xanh thì về các bác lại bắt được cái mặt bông đẹp, còn nụ đen này thường thường là mặt hoa nó tím nha các bác nhé. Đấy, nụ đen xì này thường thường là mặt hoa nó tím này, còn trắng thì lại nó thuộc cái dòng sổ số nha các bác. Mã số 16 có giá là 600.000, 600.000 mã số 16. Những cây cáo xếp đẹp như này nha các bác nhé. Mã số 7 này các bác này. Đấy, những cây cáo giống cáo nhỏ như này nha các bác nhé. Đấy, nụ xanh nét luôn nhé. Nụ xanh nét. Đấy, những cái này thì có 1 cây 2 3 4 cây 4 cây, nhưng mà có một cái nụ thôi các bác ạ. Một cái nụ có hai cái thì em làm gãy mất một cái đây, em làm gãy mất một cái, có hai cái em làm gãy. Cây này thì cái cây gãy nụ này thì theo em nó là 90% là phân nhánh này các bác này, 90% là phân nhánh cây gãy nụ này. Đấy, em vừa làm vẫy hôm qua xong, 90% là phân nhánh. Em thấy những cái mắt này của nó đang lồi lên, cái mắt như này nó đang có hiện tượng lồi. Đấy, nguy cơ phân nhánh rất là cao. Mã số 7 430.000, 1, 2, 3, 4 cây chứ, cả to cả nhỏ nhá. Cái hàng này hàng giống đây nhá các bác nhá. Hàng này hàng giống này, nụ đen xì đây nhá. 430.000 cho mã số 7. Không số này các bác nhá. Cáo không số nhá. Một cây này, cây này thì nụ xanh lét đây này các bác này. Nó hơi tối nên các bác không nhìn được cái độ xanh của nó. Có một cái nụ thôi nhưng mà nó xanh lét này các bác.
Đấy. Cáo này là cái này gọi là cáo nguyên bản nha các bác nhá. Cáo nguyên bản của em có giá là 500.000 nha các bác nhá. 500.000. Đấy, một túm tụm này nữa nha. Một cây này nha. Đấy, một cây như này nha, có giá 500.000. Đuôi chồn nha các bác nhá. Đấy, một cái trụ đuôi chồn như này nhá. Có giá là 350.000 nha các bác nhá. 350.000. Đuôi chồn này thì chưa có nụ đâu nha các bác nhá. Thôi chưa có nụ lấy cho các bác 300.000 nhá. Bán rẻ cho các bác 300.000 nhá, nó chưa có nụ nhá. Đấy. 300.000 cái gỗ này em nói thật các bác cực kỳ bền luôn nhá. Gỗ này cái không biết nó là cái gỗ gì, nó lặng lắm. Đấy, có giá 300.000 nhá các bác nhá, đuôi chồn. Những cái giò này mà có nụ có hoa thì thường thường là giá nó cao hơn nhé các bác nhé. Nó khoảng 400-450 nhé. Đấy, nhưng mà chưa có nụ em bán cho các bác là 300.000 nhé. Tiếp theo em lên giò cáo. Đây cáo nha các bác nhá. Đấy, một vòi hoa đây. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây. Bốn cây, cáo mã số 5 nhé các bác nhá. Cáo mã số 5 có giá là 480.000 nha các bác nhá. 480.000. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay thì mong các bác ủng hộ nhé. Em xin chào các bác.